Từ trước tới giờ trong One Piece, mặc dù chúng ta đã được chứng kiến không biết bao nhiêu chiến công lẫy lừng của Luffy cùng băng hải tặc mũ rơm của cậu đánh đầu thắng đó, gieo rắc không biết bao nhiêu nỗi sợ cho những kẻ mà cả băng hướng tới. Và gần nhất với chiến công tại Wano của mình, Luffy đã trở thành một tứ hoàng thực sự. Cơ mà cũng giống như những lần thăng tiến uy quyền lúc trước của Luffy, mặc dù chính phủ luôn gọi cậu là một kẻ nguy hiểm, nhưng chúng ta cũng đều cảm thấy một phần nào đó, mọi người dân trên khắp thế giới đều rất xem thường Luffy và họ nhìn Luffy rất khác với cách mà nhìn những tứ hoàng khác. Mặc dù hiện tại, Luffy cũng đã là một tứ hoàng hùng mạnh, chuyện gì đang xảy ra và vì sao tứ hoàng Luffy lại không đáng sợ bằng những người khác? Chào mừng các bạn đến với Top Khám Phá. Hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem vì sao mà có vẻ như tứ hoàng Luffy đang bị xem thường trên khắp thế giới hải tặc. Nếu các bạn đã đọc chap 1066 và những thông tin được hé lộ sớm về chapter này thì có thể thấy rằng sau khi Luffy gặp chân thể của Vegapunk, ngoài việc cuối cùng người xem cũng đã được nhìn thấy mặt Vegapunk thì ông lại chào hỏi Luffy với một câu mà theo như mình thấy thì nó không phù hợp lắm với một tứ hoàng. Bởi lẽ, thay vì Vegapunk hoàn toàn có thể gọi cậu là tứ hoàng mũ rơm hay Luffy mũ rơm thì ông lại gọi cậu là con trai của Dragon. Mặc dù so với nhiều người thì chuyện này khá hiển nhiên đúng không? Vì Vegapunk có quen biết với Dragon và biết được Luffy là con trai của bạn mình. Tuy nhiên, đối với mình thì có vẻ như mặc dù hiện tại Luffy dù đã trở thành một tứ hoàng, nhưng sức ảnh hưởng của cậu nếu đem so sánh với nhà lãnh đạo quân cách mạng thì vẫn còn thua xa nhiều lắm. Vậy nên có thể thấy rằng cái danh tứ hoàng mũ rơm hiện tại khá là bị xem thường. Nhưng chỉ vậy thôi thì không đủ để nói. Mà từ đây các bạn cũng có thể thấy rằng không phải đây là lần đầu tiên mà Luffy bị xem thường như vậy. Trải qua không biết bao nhiêu trận chiến, đánh bại không biết bao nhiêu kẻ địch hùng mạnh, đúng thật là Luffy luôn gây được tiếng vang lớn khiến cho cả thế giới chú ý vào những lần cậu bị nâng mức truy nã lên cao. Nhưng đó là cho đến khi thông tin về việc Luffy là con trai của Dragon và là cháu trai của Garp được tiết lộ. Và từ đó, bất kỳ lúc nào mà các tờ báo nói về cậu thì người ta cũng nhớ đến việc Luffy là con cháu của ai, chứ chẳng ai thèm bàn tới việc cậu nguy hiểm cỡ nào vì đánh bại những kẻ nào. Thực sự thì những điều này hoàn toàn có thể dễ hiểu, bởi hầu hết những chiến công của Luffy đều đã bị giấu đi khi lên báo, và người dân thì chỉ biết rằng những chiến công đó là do hải quân thực hiện, còn băng mũ rơm thì chỉ tình cờ có mặt ở đó và quấy phá hải quân mà thôi. Cơ mà người dân không tự hỏi vì sao mà một kẻ chỉ quấy phá hải quân mà lại được tăng truy nã lên tới mức đó sao? Hẳn là không rồi, bởi nếu không thì người ta hẳn đã kinh sợ Luffy như cái cách mà họ kinh sợ một tứ hoàng khác như Kaido hay Sang Tóc Đỏ vậy. Cơ mà nếu bạn nhìn lại những chặng đường mà Luffy đã đi qua thì có thể thấy rằng dù cho ở bất kỳ nơi đâu thì hầu hết người ta đều sẽ không tỏ ra kinh sợ Luffy như cách mà họ gặp những hải tặc khác. Thậm chí có thể nói rằng băng mũ rơm Pha Kè còn khiến cho kẻ khác sợ hãi Luffy hơn rất nhiều so với băng mũ rơm chính hãng. Và một trong những chi tiết khiến mình cảm thấy băng mũ rơm như đang bị xem thường về mặt sức mạnh đó chính là khi họ gặp Kuzan, một đô đốc hải quân có tiếng trên thế giới vào thời điểm đó. Tuy nhiên, thay vì làm gỏi và kết liễu nhóm mũ rơm một lần và mãi mãi thì Kuzan lại để cho họ tự do và nghĩ rằng Đại Hải Trình sẽ nuốt chửng cậu. Và giờ thì hẳn là Kuzan cũng hối hận lắm khi Luffy đã trở thành một tứ hoàng thay vì trôi xác ở đâu đó trên Đại Hải Trình. Bên cạnh đó, ở những sự kiện gần đây trong One Piece, chúng ta còn được thấy rằng các Vegapunk không xem băng mũ rơm là cái đinh gì hết. Mặc dù họ đã là một băng hải tặc của tứ hoàng, nhưng chúng ta hoàn toàn thấy được sự tự tin của Lilith khi trấn lột tiền băng mũ rơm hay việc thả Seraphim Jinbei ra để test sức mạnh của cái băng này, giam chân các thành viên băng mũ rơm lại với hy vọng rằng đôi giày công nghệ đó sẽ không khiến Robin bẻ cổ được Sokka từ đằng sau. Hay mới đây nhất là trong chapter 1066, Vegapunk Sokka đã gọi Luffy là con trai Dragon thay vì là tứ hoàng mũ rơm. Và bên cạnh đó vẫn còn rất nhiều chi tiết nhỏ nhỏ khác như việc Bonnie thắc mắc không hiểu vì sao Luffy lại có thể trở thành tứ hoàng, hay Aramaki một mình đến Wano để lấy đầu Luffy một cách không thể nào tự tin hơn. Thậm chí là trước đây Luffy cũng đã luôn bị xem thường như thế, nhưng khi được phong làm hoàng đế thứ 5 của tầng thế giới thì Luffy cũng bị xem thường bởi Morgan. Mặc dù bài báo mà hắn viết về cậu thực sự rất hay, nói về tầm ảnh hưởng của Luffy, về khả năng thu hút của cậu và gia thế khủng. Và các bạn có thể thấy, chỉ riêng phần gia thế khủng thôi là Morgan đã có đủ sự thu hút cho bài báo của mình khi liên tục nhắc về em trai hỏa quyền Ace, em trai của tham mưu trưởng quân cách mạng Sabo. Và nói đến đây thì chắc các bạn cũng có thể thấy được lý do đầu tiên Luffy không đáng sợ như những tứ hoàng khác rồi nhỉ. Sinh ra trong một gia đình toàn tay to mặt lớn nên cũng khá là dễ hiểu khi mà tứ hoàng mũ rơm lại không đáng sợ như những người khác, đặc biệt là khi cậu có cho mình dòng máu của vị anh hùng hải quân nổi tiếng mấy chục năm đã giải thoát thế giới khỏi cơn ác mộng tồi tệ nhất lịch sử, hay là con trai của Dragon, một nhà lãnh đạo cách mạng hơn 20 năm và vừa tuyên chiến với chính phủ thế giới bằng cách cho người đột nhập hẳn vào Marie Jones.
người đánh đầu thắng đó và được cho là kẻ nguy hiểm nhất thế giới. Kèm theo đó là anh trai tham mưu trưởng Sabo, một kẻ được dân chúng thờ như là một vị thần và được gọi là Viêm Đế. Và thậm chí là người dân được Sabo và quân cách mạng cứu giúp còn nghĩ rằng Luffy đã bị ảnh hưởng bởi Sabo và Luffy từ đó mà thay đổi thời đại hải tặc giống như anh trai mình đang làm với thế giới. Cuối cùng là Hỏa Quyền Ace, một kẻ thừa hưởng dòng máu của vua hải tặc trong một đội trưởng hùng mạnh của râu trắng, từng trở thành mục tiêu của chính phủ trong việc chiêu mộ vào thất vũ hải. Mà nhân tiện nói về chuyện này thì Luffy mặc dù đã một mình đối đầu không biết bao nhiêu thất vũ hải, thậm chí là trở thành đồng minh hay chiêu mộ cả một thất vũ hải vào băng, nhưng chưa bao giờ cậu được chính phủ gửi thiệp mời vào tổ chức này cả. Một sự xem thường không hề nhẹ đến từ chính phủ. Trong khi đó thì một kẻ độc cô cầu bại, một thân một mình như Weevil lại được gia nhập vào hàng ngũ và được chính phủ tin tưởng vào tài năng sức mạnh của hắn. Nhưng có thể hiểu rằng vì sinh ra trong gia đình đầy những người xuất chúng nên danh tiếng của Luffy tất nhiên là sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều bởi những người đi trước và có một tượng đài khá vững chắc đối với người dân. Mà để mà nói thì không chỉ có những cái tên vừa kể trên mà thực sự là Luffy có liên quan đến rất nhiều với những cái tên khác có ảnh hưởng đến thế giới như học trò của vua bóng tối, cơ rốt của nữ hoàng hải tặc, cháu của tứ hoàng sen tóc đỏ, thuyền trưởng của đứa trẻ của quỷ idol, vân vân và mây mây. Nên danh tiếng của cậu cũng bị ảnh hưởng ít nhiều bởi những người này, thậm chí là Dressrosa, chỉ vì là con ông cháu cha mà Luffy cũng bị Chin Chao tìm đến để trả thù riêng giữa ông và ông nội của Luffy nữa cơ mà. Vậy nên cũng không thể trách được Luffy khi mà bản thân gia đình của cậu là những người hoạt động lâu năm trong nghề và họ có được tầm ảnh hưởng nhất định đối với thế giới rồi. Thậm chí là ông nội của cậu còn được xem là một huyền thoại nữa, thì việc tứ hoàng Luffy bị xem thường cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Tuy nhiên, không chỉ có những mối quan hệ bởi Luffy đang có ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu, mà còn có thể nói đến những tứ hoàng tiền nhiệm khác, những kẻ đã ở trên đỉnh của sức mạnh và cai trị tầng thế giới cho một khoảng thời gian dài, thậm chí là họ cũng nổi danh lên nhờ sức mạnh tối thượng của mình. Nên hiển nhiên là khi người ta nói về những kẻ này, chúng ta sẽ dễ dàng thấy được sự sợ hãi từ họ hơn là Luffy. Bởi lẽ, xét về danh tính, thì những cơn ác mộng đã nổi danh hơn mấy chục năm sẽ đáng chú ý hơn một kẻ vừa trở thành tứ hoàng vài tuần trước rồi. Ngoài ra, những tứ hoàng tiền nhiệm hầu hết đều được xem là những huyền thoại và họ luôn có những danh hiệu riêng cho mình. Chẳng hạn như Kaido, vua quái thú, là sinh vật mạnh nhất thế giới, hay râu trắng New Gay, là người đàn ông mạnh nhất thế giới. Bên cạnh đó, chúng ta còn có Sát Sắc Quan Sát, Săn Tóc Đỏ, hay Big Mom, họ đều là những cá nhân hùng mạnh, thậm chí là đã nổi lên kể từ trước khi họ trở thành tứ hoàng. Bởi sức mạnh và độ đáng sợ của những con người này, sự độc ác và tàn bạo cũng là một thứ đáng để nói đến với những tứ hoàng thuộc thế hệ cũ. Thế nên, nếu xét với một anh hùng tứ hoàng như Luffy, thì hẳn là người dân sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi băng mũ rơm đến vương quốc của họ thay vì một con rồng khổng lồ hay một mũ béo rồi. Có thể thấy rằng, việc Luffy không đáng sợ như những người khác hầu hết đều bắt nguồn từ danh tiếng của những tượng đài lớn mạnh trong quá khứ và các mối quan hệ xung quanh của cậu. Thế nhưng, điều thực sự khiến cho tứ hoàng Luffy không đáng sợ đó chính là do sức mạnh của trái Nika mà ra. Theo như những thông tin mà chúng ta được biết về trái ác quỷ này thì đây là một sức mạnh được dùng để giải phóng nô lệ, mang đến tự do và tiếng cười cho tất cả mọi người trên thế giới. Vậy nên, nếu như nó khiến cho người ta hoảng sợ và kinh hãi mỗi khi Luffy đi đến thì nghe có vẻ hơi sai sai rồi đúng không? Và cho đến nay thì chúng ta đều có thể thấy rằng bất kỳ đi tới đâu, Luffy cũng đều đem lại niềm vui cho người khác và giải phóng họ khỏi những khó khăn mà người dân ở đó đang gặp phải. Vì vậy nên người ta còn có thể gọi Luffy là một anh hùng hải tặc chứ không phải là một tứ hoàng như cách mà thế giới đang gọi cậu như bây giờ. Và nếu để ý thì trong những trận chiến của Luffy thì cậu chỉ đánh bại kẻ xấu và giúp đỡ người tốt, nhất là những vương quốc được Luffy giúp đỡ. Mọi người ở đó đều xem cậu như là một anh hùng thay vì một hải tặc như hầu hết người dân trên thế giới đều thấy. Thậm chí là những người ở quê nhà của các thành viên trong băng cũng đều được truyền cảm hứng để trở thành hải tặc bởi danh tiếng của Luffy. Cơ mà hầu hết thế giới đều không sợ Luffy như cách mà họ sợ những tứ hoàng khác. Và thậm chí là có người còn không tin được Luffy đã trở thành tứ hoàng nữa cơ mà. Đến vua hề còn trở nên đáng sợ trong mắt hải quân, còn Luffy thì chỉ được nhớ thông qua trận Marineford hay vượt ngục tại Impel Down. Nên thành ra là trong thời gian sắp tới, khi CP0 đến được đảo SH thì không biết rằng liệu chính phủ có ra lệnh cho CP0 đánh tới bến luôn hay rút lui. Vì trước đó, trong trận chiến tại Onigashima, chúng ta đều thấy rằng Ngũ Lão Tinh đồng ý hy sinh một trong những đặc vụ giỏi nhất của CP0 chỉ để phá đám trận chiến giữa Kaido và Luffy.
Mặc dù họ đều biết rằng bất kỳ kẻ nào dám chọc giận Kaido khi chen vào cuộc chiến của hắn thì chỉ có duy nhất một con đường chết. Cơ mà đây là chính phủ thế giới, nên có lẽ là họ sẽ có đủ tự tin về sức mạnh của các CP0 để quyết định chọc giận kẻ đã đánh bại Kaido chăng? Cơ mà nếu như chính phủ quyết định làm như thế thật, thì chúng ta nên cầu nguyện trước cho nhóm của Luffy đi là vừa. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là tất cả mọi người đều khinh dễ năng lực và sức mạnh của Luffy. Bởi có vài người cũng đều đã chứng kiến được sức mạnh của cậu và tôn trọng Luffy như hầu hết những cái tên hùng mạnh khác trên thế giới, như những kẻ đã được nếm đòn từ Luffy, có thể kể đến như Katakuri hay Kaido, kẻ mạnh bị thu hút bởi những kẻ mạnh hơn, và họ đều công nhận rằng Luffy cũng có tiềm năng để có thể mạnh mẽ như họ. Và không thể không nhắc đến đó chính là thợ săn trắng Smoker, hiện tại đã trở thành một phó đô đốc hải quân, người đã có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của Luffy ngay trong lần đầu tiên gặp mặt cậu và dành cả thanh xuân của mình để có thể theo đuổi và bắt giữ cậu. Chỉ có điều là hơi nhỏ một tí vì đã chọn sai đối tượng để theo đuổi, 5 lần 7 lượt bắt được Luffy nhưng đều để cậu thoát. Và cho đến thời điểm hiện tại thì nên dẹp luôn suy nghĩ bắt kịp Luffy đi là vừa. Cơ mà thật tình thì có lẽ Luffy cũng không quan tâm lắm tới việc người khác có sợ cậu hay là không. Bởi lẽ chúng ta đều thấy rằng, mặc dù là đã là một tứ hoàng, nhưng Luffy vẫn là Luffy từ 2 năm trước, vẫn thân thiện và giúp đỡ mọi người, dù cho họ có là ai đi nữa. Và vì thế nên, rất có thể, chúng ta sẽ được chứng kiến thêm một liên minh nữa ra đời từ băng mũ rơm và Vegapunk cho mà xem.